ở lại lần cuối, chiến thắng tối nay sẽ thuộc về Việt Nam hay Indonesia? Không phải chung kết nhưng tôi vẫn thấy rất sôi động, bởi hễ xem đội tuyển Việt Nam đá thì cảm xúc trận nào cũng sẽ là trận quyết định và vẫn cứ là cổ vũ tới bến luôn. Đúng 9:30 tối nay sẽ diễn ra cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Trận đấu này sẽ không chỉ là 3 điểm tạo vốn liếng để cạnh tranh với các đội thứ ba tốt nhất để kiếm vé đi tiếp tại Asian Cup 2024, mà còn phản ánh được lứa cầu thủ dưới triều đại của huấn luyện viên Philippe Jouzier. Trong quá khứ, mặc dù Việt Nam thường giành kết quả tốt trước Indonesia, nhưng đây chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi. Vậy nên, tôi xin hỏi lại lần cuối này, tối nay tỷ số sẽ là bao nhiêu? Hết hiệp 1, Việt Nam bị dẫn trước một bàn, nhiều người hâm mộ bình luận chắc là tạo độ khó cho game thôi. Hết hiệp 1, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bạn sau pha lập công tại chấm 11m của đội trưởng Indonesia. Tuy là bị dẫn trước nhưng mà anh em người hâm mộ Việt Nam vẫn cứ là không sao, bởi chúng ta vẫn còn hiệp 2, chỉ cần ghi 2 bàn nữa là thắng Indonesia và có thể đi tiếp rồi. Cứ bình tĩnh thể hiện nhé, các chiến binh sao vàng ơi! Tạo độ khó cho game mà lỡ khó quá, đội tuyển Việt Nam đành thua Indonesia, ngậm ngùi về ăn Tết sớm. Huấn luyện viên Philippe Jouzier đã từng nói, trận gặp Nhật Bản, tuyển Việt Nam chơi để khẳng định mình, còn trận gặp Indonesia là để khẳng định vị thế ở Đông Nam Á. Thật đáng tiếc, hôm nay Việt Nam lại chưa thể khẳng định vị thế như mong muốn. Có lẽ là chúng ta chưa đủ may mắn thôi. Đấy là người lạc quan sẽ nói vậy, còn nhiều người hâm mộ khác thì nghĩ rằng đây là lứa cầu thủ trẻ, có nền tảng thể lực khá tốt, nhưng chắc có lẽ cần phải rèn luyện thêm về tinh thần cũng như kinh nghiệm chiến đấu. Bàn thua tại chấm 11m hôm nay nói riêng và kết quả thua chung cuộc nói chung sẽ là một bài học để chúng ta cùng phải rút kinh nghiệm cho những giải đấu sau.